sau này đến cái ngày lập hội mà cái thân này còn, đó mới gọi là bảo toàn thân thể. Còn nếu như chúng ta tu mà làm điều ác, làm điều hung, chạy theo như là xa qua thị dục, thì cuối cùng rồi thì gian tà hồn xác cũng tiêu, đúng không? Gian tà hồn xác cũng tiêu, hồn cũng tiêu mà xác cũng tiêu, làm sao bảo toàn được? Còn cái chỗ bảo toàn đây, Đức Thầy nói cho chúng ta biết mấy người còn được xác thân, thì là Đài Ngọc Cát Lăng Dược Kề, hay là tu cho còn xác còn hồn mới ngoan. Tất nhiên là tu với tỉnh mới bảo toàn thân thể, là giữ được cái thân này để sau này chúng ta sống được đời thượng nguyên, phải không? Mà nếu như cái thân này mà chúng ta tu không được ngon lành, đầu xác thân cọp xé beo vào, còn người tàn bạo máu đào tuôn rơi, đâu còn thân xác này đâu mà coi như là giữ được để mà chúng ta sống được đời thượng nguyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm tỉnh lệ Đức Phật, Đức Thầy. Dạ, kính thưa quý cô bác lớn tuổi đại diện cho gia tộc, và dạ, kính đến anh chị Út đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên, và dạ, kính đến quý ông quý bà và dạ, hầu hết toàn thể quý cô bác anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm cho nội tổ, mà tất cả cô bác anh chị em chư đồng đạo xa gần, chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị sắp xếp thời gian quý báu mà thân hành đến nơi đây để chung dự. Và đáng kể nhất là bữa nay là cái thời gian rất quý báu, là vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán của năm Giáp Thìn, mà ai cũng vậy, tất nhiên là công việc của mình, gia đình đó, thì con cháu hoặc giả là những người ở nhà thờ đó, thì chúng ta coi như là tất bật những cái công việc nhiều lắm. Mà tất cả chư quý vị sắp xếp thời gian quý báu ấy mà đến chung dự trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm này, thật là một điều hết sức là quý báu và tráng lệ vô sanh, để chúng ta thể hiện lên tinh thần đoàn kết, thể hiện lên tinh thần thương yêu lẫn nhau như con một cha, để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nên chi hôm nay là vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán của năm Giáp Thìn, là cái cánh cửa lề của năm mới, là chuẩn bị bước sang để mà chúng ta coi như là nghinh xuân tiếp phúc. Thưa chị quý vị, nhưng mà nghinh xuân tiếp phúc, phúc là chi? Phúc sau có đến trong bơ bữa độ phúc cái buồn gì chỗ chỗ đi, hay là phúc nọ vốn thành du mỗi lúc đáo lai cái mỗi tốn xu, ổng sợ ở lâu rồi gia đoạn hẹn chờ năm tới đúng kỳ chu, là hẹn chờ lại coi như là 360 ngày để trở lại coi như là một năm nữa để chúng ta đón Tết. Tết rồi Tết nữa, Tết liền tay, năm cuối mỗi năm cũng Tết hoài, làm cho dân sự vui nha nhớp chơi giỡn 3 ngày cái nước Sương Lan. Vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là trong ngày chánh lễ kỷ niệm này, và tất cả chư quý vị trở về đây để ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp và có chương trình để trao đổi giáo lý, thì trên tinh thần trao đổi giáo lý chia sẻ Phật Pháp á, thì nó có hai phần. Một là tự chọn cho mình một tiêu đề, hai là chương trình chia sẻ nghi vấn. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn thì quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi, trong cuốn toàn bộ giáo lý của Đức Thầy, thì sẵn nhân sự tuần sự hôm nay trong ngày chánh lễ kỷ niệm này, quý vị mình có thể trích trong giáo lý Đức Thầy 2 câu 4 câu, hoặc giả là trong nội dung trong giáo lý, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chứ quý vị. Rồi quý vị mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng, và trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn tối nghĩa. Đó là sự khát vọng, là mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để làm cho Phật Nhật được tụng quy và Pháp luôn được thường chuyển, và làm cho giáo lý Đức Thầy được truyền bá khắp cả bàn nhân bá tánh. Đó là công hạnh của tất cả chư quý vị cùng như chúng tôi, cũng như ban tổ chức, cũng như gia đình, để mà cùng nhau như là đáp đền ân tam bảo trong môn một. Thôi thì chúng tôi cũng tiết kiệm trong thời gian để đi sâu vào trong cái tinh thần chia sẻ giáo lý,
thì chúng tôi cũng xin là kính đến tất cả chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho thích nghi chương trình trao đổi Phật pháp. Nếu như chương trình nghi vấn thì quý vị mình nêu lên trong giáo lý Đức Thầy, rồi chúng tôi cũng nương nhờ trong đó mà đáp lại những cái ý mà chúng tôi coi như là có nghiên cứu được. Vậy thì chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Và chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì vừa rồi đồng đạo Lê Nhân Phương cũng nên đi lên đi ý kiến gì là thôi để trong gia đình bữa nay cũng đưa lên trình để cái nghi vấn đi. Thì sau khi chờ đợi bà con mình chọn đề thì tôi cũng thay mặt bà con mình cũng đưa lên hai câu giảng của Đức Thầy ngày nhà Tư Phương dạy vừa là tu chứa tỉnh bảo toàn thân thể giữ được còn đến 82. Vì trân trọng kính mời đồng đạo Lê Dương Hương. Và chân thành cảm ơn chàng pháo tay văn dày của ủng hộ cho tinh thần Phật pháp chia sẻ giáo lý để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được đồng đạo hai chúng nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, trong đó là hai câu, mà trong hai câu đó là tu giới tỉnh bảo toàn thân thể giữ đừng mòn linh tánh mới hay. Và đồng đạo nêu lên trong hai câu giảng ở trong giáo lý Đức Thầy để cho chúng tôi bàn. Vậy thì chúng tôi xin trân trọng kính mời cùng tất cả chư quý vị và chư đồng đạo để mà cùng với chúng tôi tham khảo. Thưa chư quý vị, qua hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong cái bài Cho Ông Tham Tá Ngà. Và bài Cho Ông Tham Tá Ngà này đó là Đức Thầy viết vào lối tháng 2 năm Canh Thìn năm 1940. Thưa chư quý vị, và trước câu đó là Đức Thầy cho chúng ta biết đời vật chất văn minh chiều chuộng, vì thời lai giận bỉ trải qua lòng sắc son đây đó nõn nà tâm não bích bê tha chậm chệ. Rồi mới tới hai câu này đồng đạo mới nêu lên đó là tu với tỉnh bảo toàn thân thể giữ đừng mòn linh tánh mới hay. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên không đặt coi như là quan trọng trong cái yếu điểm ở trong hai câu giảng như thế nào, nhưng mà chúng tôi coi như là cũng tùy nghi để mà để trình bày cùng với quý vị. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ hai câu đó là tu với tỉnh bảo toàn thân thể là hai danh từ tu với tỉnh là được đi kèm đối với người tu chúng ta cô bác anh em trong đạo, là tu cần phải tỉnh, mà nếu như chúng ta tu mà không tỉnh là tu mê. Vậy là tu cần phải tỉnh, tu phải tỉnh là điều trước hết, học phải hành là việc đầu tiên. Cho nên có nhiều chỗ Đức Thầy đã bảo cho chúng ta trong cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý là tu cần phải tỉnh. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu, hay hoặc giả là ráng tu tâm dưỡng tánh câu đời cô bác anh em chị đồng đạo. Vậy thì bây giờ ở nơi đây là tu tỉnh, tất nhiên là chúng ta tu là trao sửa, tỉnh là xét biết. Vậy thì bây giờ tu tỉnh tất nhiên là tu là cúng lại, tu là ăn chay, tu là niệm Phật, tu là làm lành, tu là bố thí, tu là giữ giới, tu là nhẫn nhục, tu là làm theo lời chỉ của Đức Thầy, đó là tu. Cho nên Đức Thầy mới xác định cho chúng ta biết chữ tu chớ khá chế chày, phải trao, phải sửa, nghe Thầy giải phiên đó là tu. Tất nhiên là chúng ta tu cần phải trao sửa, chữ tu cần phải sửa trao, bỏ đi việc quấy đeo vào lẽ trơn, đó tất nhiên là chúng ta tu của bác anh em trường đạo. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta tu mà thiếu đi cái chữ tỉnh, tất nhiên là không xét biết, là trong đó chúng ta tu mù. Vậy thì thạo tu chớ có tu mù bị lạc, bị ru sai đường sao? Cho nên bây giờ chúng ta cần phải xét cho nó rõ, và tu là cần phải thức và phải giác cô bác anh em trần đạo. Vậy thì bây giờ trong cái bài tu với tỉnh bảo toàn thân thể này đây, tất nhiên là muốn nói qua coi như là cái như là cuộc đời của ông Tham Tá Ngà. Vậy thì bây giờ ông Tham Tá Ngà đó là ai? Tức là ông Lê Văn Ngà, mà ông làm chức
là tham tá cho người Pháp. Trong thời kỳ đó có bác anh em trong đạo là tương đương với cái chức vụ coi như là giao dịch hiện tại bây giờ. Vì vậy cho nên coi như là cái đạo Cao Đài ra đời năm 1926. Vậy thì bây giờ từ năm 1926 coi như đạo Cao Đài ra đời vào tháng 10 năm Bính Dần năm 1926 cho đến năm 1939 thì Đức Thầy ra đời trên dưới 10 năm. Thì bây giờ coi như là đạo Cao Đài ra đời đó là đạo coi như là thuộc về Tam giáo, là trong đó là thuộc về là cái kỳ ba đầu, có nghĩa là Cao Đài thuộc về coi như là ta đại đạo tam kỳ, tất nhiên là kỳ ba. Nhưng mà trong khi đó coi như là Đức Thầy ra đời năm 1939 thì bên kia ta lại ta nghĩ suy như thế này, nói coi như là đã coi như là đạo Cao Đài ra đời kỳ này là kỳ ba rồi, mà lại còn coi như là có cái đạo nào nữa, mà lại coi như là có cái ông Tư Hòa Hảo ra đời tại ở trên đó là cái làng Hòa Hảo. Vậy không biết coi như là trong ông Tư này ông ra đời sao mà trong thời gian chỉ có 6 tháng thôi, mà lại trên coi như là 2 triệu tín đồ đã mà quy y vậy. Cho nên coi như là biệt phái nghe, từ ở ngoài Cao Đài Tây Ninh mới biệt phái cho ông tham tá Ngà phải đích thân đến tại tổ đình để mà coi như là gặp ông Tư Hòa Hảo còn sao. Thì bây giờ coi như là ông tham tá Ngà từ ở Tây Ninh mà đến coi như là tại coi như là làng Hòa Hảo, và đồng thời coi như là chất vấn già để mà hỏi Đức Thầy coi như là cái đạo của Đức Thầy ra sao. Thưa cô bác anh em chồng đạo, thì bây giờ coi như là cái cuộc hàng nguyên tâm sự lúc đầu câu vô trong cái bài cho ông tham tá Ngà thì Đức Thầy mới cho chúng ta biết lòng buồn gặp kẻ xa xôi, lần là đến chốn buôn mồi vinh hoa xả thân tìm kiếm ma ha chẳng nài diễn vọng, dẹp tà nơi tâm nay gặp bạn tri âm tri kỷ cho những điều thiện mỹ cổ lai. Thưa cô bác anh em chồng đạo, vậy thì bây giờ trong cuộc hàng nguyên tâm sự đó thì bây giờ ông tham tá Ngà ổng mới nói phải chi coi như là anh tôi mà còn sống đó là ông Lê Văn Trung đó. Tất nhiên là ông Lê Văn Trung tất nhiên ổng thuộc về là giáo tông của đạo Cao Đài. Thì bây giờ Đức Thầy là giáo chủ coi như là của đạo Phật giáo Hòa Hảo thì hai người này mới đủ điều kiện để mà coi như là nói chuyện cùng với nhau. Nhưng mà đấu với ông tham tá Ngà nó rất tiếc vì coi như là anh tôi là ông Lê Văn Trung mất năm 1937 rồi, thì bây giờ trong khi đó không còn nữa. Cho nên cái cuộc tiếp xúc giữa tôi và coi như là ông Tư đó thì bây giờ trong khi đó nó không coi như là tương xứng. Tiếc gì phải anh tôi còn sống thì cái cuộc giao tiếp này coi như là rất là xứng đáng. Thưa cô bác anh em trong đạo, nên chi công khi đó là ông tham tá Ngà mới hỏi thêm cùng với Đức Thầy, nếu như anh tôi mất năm 1937 thì bây giờ đến cái ngày lập hội đó thì bây giờ sau này có thể được gặp coi như là được gặp được nhau không? Thì Đức Thầy mới ôn tồn và nói coi như là ở trong cái bài cho ông tham tá Ngà là nói riêng cho ông biết, kìa hỏi ai giữ phận cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp, chớ nản chí đường tu bỏ liếp, chổi bước sang gặp lão thế ngôn. Thưa cô bác anh em dân đạo, rồi coi như là cái cuộc tiếp xúc dài tới cho đến cái khúc cuối cùng thì bây giờ coi như là gần sáng gạn dừng mây, bóng thỏ lạc nhàn để chiến khác cạn câu hoài dòng. Đó là cái cuộc tiếp xúc giữa ông tham tá Ngà cùng với coi như là Đức Thầy của bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là qua câu giảng này tu với tỉnh bảo toàn thân thể là Đức Thầy muốn nói coi như là cùng với ông tham tá Ngà là nói riêng, nhưng mà nói chung là tất cả coi như là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta cô bác anh em chị đồng đạo. Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ cái người mà tu theo đạo Cao Đài là đạo tiên đó, là tu với tỉnh đó, là phải bảo toàn thân thể, là phải giữ gìn thân thể, là phải coi như là tiết kiệm và phải giữ gìn thân thể làm sao cho nó được trong sạch. Không? Là cái người tu tiên theo đạo Cao Đài là tu tiên là phải chuyển tinh hóa khí, chuyển khí hóa thần, luyện thần quần hư tam quân tự định. Đó là cái thành phần tu tiên. Mà tu tiên là phải giữ bảo toàn thân thể, coi như là nó tiếc coi như là cái con người coi như là trong khi đó là không cho vọng động, và tiếc từng cái nước miếng của mình trong khi đó nó cũng không được bừa bãi, và tiết kiệm vấn đề mà tinh của con người ở đây là phải giữ làm sao cho nó trọn vẹn để mà coi như là cải lão hoàn đồng. Đây là cái phương thức coi như là cái người tu tiên. Mà Đức Thầy cho biết cái câu này là tu với tỉnh phải bảo toàn thân thể. Nếu ông là cái người tu tiên là phải bảo toàn thân thể, giữ gìn thân thể,
là từ coi như là tinh khí thần phải giữ cho trọn vẹn, cho đến cái nước miếng coi như là trong khi đó cũng phải giữ gìn, mà không phải giống như mình, mà trong khi đó coi như là bừa bãi vậy. Cô bác anh em chừng đạo đó. Rồi qua câu thứ hai, Đức Thầy mới nói thẳng cho ông Tham Tá Ngà là giữ đừng mòn linh tánh mới hay. Cho nên cái chữ linh tánh tất nhiên là chỉ có bên đạo Cao Đài mới dùng danh từ linh tánh. Rồi sau trong cái bài đó thì Đức Thầy cũng nói qua vấn đề linh tánh, xe dây cho chặt mà nài tánh linh. Tất nhiên là xe dây cho chặt mà nài tánh linh, tất nhiên là ở đây là muốn nói tánh linh là chỉ có bên đạo Cao Đài. Dùng danh từ tánh linh là muốn chỉ cho coi như là cái chỗ là cái chân tâm, mà nếu nói vào bên đạo Phật thì đạo Phật nó là Phật tánh, là chân như, là như như. Nhưng mà đối với cái đạo Cao Đài ấy, thì dùng danh từ linh tánh. Quý vị mình nghiên cứu hết cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý đi, mà chỉ có cái bài này là Đức Thầy dùng danh từ linh tánh hoặc giả là tánh linh, nghe không, là chỉ cho coi như là cái người tu theo coi như là cái đạo tiên, là cái đạo Cao Đài. Vậy thì bây giờ coi như là Đức Thầy, trước tiên Đức Thầy mới nói thẳng vào trong cái nội dung là đối với coi như là cái người tu tiên là ông Tham Tá Ngà, là nếu như cái người tu tiên là bây giờ là tu với tỉnh là phải bảo toàn thân thể như nãy giờ đã kể, là giữ gìn như vậy đó, đặng mà trong khi đó con người chúng ta mới coi như là đạt được cái quả vị coi như là cao, gọi là quả tiên, thấy không? Rồi giữ đừng mòn linh tánh mới hay, coi như là phải giữ làm sao cho cái linh tánh được coi như là trọn vẹn, không để cho bị mòn hao. Mà nếu như bị mòn hao rồi tất nhiên là cái quả vị tu không bao giờ thành công đắc quả được, có bác anh em dừng đạo, phải không? Thôi giờ coi như là đại khái là nội dung vậy đó. Tất nhiên là nói qua coi như là cái đạo, coi như là Cao Đài mà Đức Thầy nói thẳng cho ông Tham Tá Ngà. Bây giờ thôi, bây giờ chúng tôi cũng xuyên qua coi như là bên đạo Phật và bên đạo Phật giáo hòa hảo của chúng ta, coi Đức Thầy dạy coi làm sao. Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ tu giới tỉnh bảo toàn thân thể, là nếu như người tu chúng ta là người tu theo tín đồ Phật giáo hòa hảo, là người tu theo đạo Phật, là chúng ta tu phải coi như là bảo toàn thân thể mới được. Là tại vì cái thân thể con người của chúng ta coi như là nếu qua nó qua cái đạo nho thì thân thể phát khu thọ chi phụ mẫu bất cảm quỷ thương hiếu chi thị dạ, là mình dốc tóc da là thọ nơi cha mẹ chẳng dám phá quỷ, đó là điều trước tiên của đạo hiếu. Vì vậy cho nên tu với tỉnh bảo toàn thân thể, nếu là tu với tỉnh mà tu theo đạo nho là chúng ta phải giữ gìn thân thể cho nó trọn vẹn để mà chúng ta được tròn cái chữ hiếu ha. Mà nếu như thân con người chúng ta coi như là chơi bời xa hoa hoặc giả là chát tán uống rượu cờ bạc áo phiện, làm những điều không tốt đó, rồi thân con người mình bị sức mẹ, là bị tù tội hoặc giả là bị coi như là bị thương bị giết gì đó, thì con người chúng ta đối với đạo nho tất nhiên là trong khi đó là không được bảo toàn thân thể, ha. Rồi bây giờ nếu nói qua đạo Phật thì bây giờ tu qua bên đạo Phật là bảo thân giả quả dục. Nếu như chúng ta muốn bảo toàn thân thể là ít ham muốn, mà con người chúng ta càng ham muốn nhiều chừng nào thì thân thể càng mòn hao nhiều chừng nấy, mãn theo danh lợi ốm o, tất nhiên càng theo danh càng theo lợi, nhiều chừng nào ham muốn nhiều chừng nào tất nhiên là chúng ta không có bảo toàn thân thể được. Cho nên nếu như chúng ta muốn bảo toàn thân thể nên là thở thiểu dục và tri túc, bảo thân giả quả dục, bảo thân giả tị danh. Có nghĩa là nếu mà chúng ta muốn bảo thân tất nhiên là ít ham muốn và phải tránh đi coi như là cái danh. Đó nói qua cái đạo Phật. Mà nếu như đạo Phật mà chúng ta còn ham danh mà còn ham muốn nhiều chừng nào thì bây giờ cái thân của chúng ta càng mòn hao nhiều chừng nấy, không có coi như là bảo toàn được, có bác anh em dùng đạo. Vậy thì nếu nói trong hiện tại là bây giờ chúng ta xa vấn điều danh, điều lợi, điều tình càng xa nhiều chừng nào thì bây giờ chúng ta càng bảo toàn được thân thể nhiều chừng nấy. Còn chúng ta mà đắm mê theo cái mà quả dục ở thế gian thì càng đắm mê nhiều chừng nào càng khổ nhiều chừng nấy. Danh có được sắc tài liền bắt, mà tài được rồi danh sắc nó theo, mà sắc có thì danh lợi nó đeo, danh tài sắc ba điều danh liệu. Hãy mới dứt một cái, cả ba cái nếu mà ngã bên nào cũng chịu khổ sầu vượt ra ngoài, có mấy ai đâu rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Rồi có vợ chính muốn thêm hầu lẽ được, tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không phúc nào yên, sự tham muốn luôn chuyện như vượt. Mà chúng ta càng ham muốn nhiều chừng nào tất nhiên là càng khổ nhiều chừng nấy, có đâu có được cái bảo toàn thân thể đâu, phải không? Vì vậy cho nên bây giờ nếu như chúng ta muốn bảo toàn thân thể, tất nhiên là tránh những cái điều kiện như trên. Tất nhiên là một là ít ham muốn, hai
là danh lợi tình của chúng ta coi như là càng xa nhiều chừng nào thì chúng ta càng được bảo toàn thân thể chừng nấy. Đó là bảo toàn thân thể trong hiện tại. À, rồi bây giờ bảo toàn tương lai nữa, tất nhiên có hai điều bảo toàn thân thể nữa cô bác anh em trong đạo. Nếu như chúng ta tu với tỉnh, bây giờ cái bảo toàn thân thể cái thứ hai nữa là nếu như chúng ta tu là được bảo toàn thân thể, là bảo toàn thân thể sao đây? Mời quý vị cùng với chúng tôi tham khảo hai điều kiện bắt đầu đây. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta tu với tỉnh bảo toàn thân thể, cái thân này chúng ta bảo toàn được không? Bây giờ cái thân này coi như là giàu sao cũng phải, ai cũng phải một lần chết đi. Nhưng kẻ chết hồi quy cẩu Phật, người là sao mà chết ra ma. Vậy thì bây giờ cái thân tứ đại, cái chết vốn là nơi kết liễu, khách trần gian chung chịu như nhau, sanh ra thì có tử theo sao, không có một người nào tránh khỏi. Vậy thì cho nên bây giờ cái thân này là nhất định coi như là phải chết. Cái thân nhất định phải sình, của tiền nhất định phải bỏ mình ra đi, tất nhiên là không bao giờ tồn tại. Vậy thì bây giờ câu này Đức Thầy bảo cho chúng ta là bảo toàn thân thể là bảo toàn cái thân nào? Thôi giờ mời cùng với quý vị, cùng với chúng tôi tham khảo. Đây là Đức Thầy bảo cho chúng ta bảo toàn thân thể là bảo toàn được cái thân hữu dụng. Sau này đến cái ngày lập hội mà cái thân này còn, đó mới gọi là bảo toàn thân thể. Còn nếu như chúng ta tu mà làm điều ác, làm điều hung, chạy theo như là xa qua thị dục, thì cuối cùng rồi thì gian tà hồn xác cũng tiêu, đúng không? Gian tà hồn xác cũng tiêu, hồn cũng tiêu mà xác cũng tiêu, làm sao bảo toàn được? Còn cái chỗ bảo toàn đây, Đức Thầy nói cho chúng ta biết mấy người còn được xác thân, thì là Đài Ngọc Cát Lân Dược Kề, hay là tu cho còn xác còn hồn mới ngoan. Tất nhiên là tu với tỉnh mới bảo toàn thân thể, là giữ được cái thân này để sau này chúng ta sống được đời thượng nguyên, phải không? Mà nếu như cái thân này mà chúng ta tu không được ngon lành rồi, xác thân cọp xé beo vào, còn người tàn bạo máu đào tuôn rơi, đâu còn thân xác này đâu mà coi như là giữ được để mà chúng ta sống được đời thượng nguyên. Vậy thì bây giờ tu với tỉnh bảo toàn thân thể, tất nhiên là chúng ta ráng tu với tỉnh đi, để sau này là chúng ta có đủ điều kiện đặng mà giữ được cái hậu long hoa. Long hoa có mặt ấy là hiền nhân, tất nhiên là chúng ta sẽ gặp mặt. Mà trong cái ngày long hoa đại hội đó là bảo toàn thân thể, là giữ gìn thân thể của chúng ta coi như là sau này được sống được đời thượng quan thánh đức, thấy không? Bây giờ coi như là còn cái bảo toàn thân thể là cái bảo toàn này coi như là vĩnh viễn nữa, cô bác anh em trong đạo, là bảo toàn vĩnh viễn nữa. Nếu như chúng ta tu tịnh, vậy thì bảo toàn vĩnh viễn nữa là ở đâu? Bây giờ nếu như chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, ráng coi như là cố gắng hành trì, ráng cúng lại, ráng ăn chay, ráng niệm Phật, mà chúng ta cố gắng niệm Phật đi rồi cuối cùng rồi là bảo toàn thân thể, là giữ gìn cái thân thể này coi như là sau khi chúng ta coi như là được mệnh chung thì thần thức nhập thai sen tinh hạo, nên chẳng màng lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức thiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lão. Cái này là phải bảo toàn vĩnh viễn không? Cái này là bảo toàn vĩnh viễn luôn. Còn sống được đời thượng quân đó là sống an nhàn với tuổi muôn sinh, không quạnh tử, không làm ác bệnh, là chỉ 84.000 tuổi thôi, là bảo toàn được 84.000 năm thôi. Còn chúng ta tu qua cái câu này rồi đó, hen, tu với tỉnh bảo toàn thân thể là bảo toàn vĩnh viễn, là không còn sanh tử luân hồi, không còn cái như là chết chóc nữa. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là tử thần kia đâu dám dắt hồn thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử, thấy không? Là cái chỗ này là bảo toàn vĩnh viễn, là không còn sanh tử luân hồi nữa, là cái chỗ này coi như là mới rỗi là tu tỉnh. Vậy thì bây giờ nếu như ai tu tịnh mà sau đến cái phút lâm chung cuối cùng chúng ta được giảng sanh về Phật, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành, thì cái chỗ này mới bảo toàn vĩnh viễn, nghe đồng đạo, nghe không? Vậy thì nãy giờ bàn cùng với quý vị coi như là có rất nhiều, coi như là bốn điều bảo toàn rồi phải không? Một là bảo toàn theo đạo Cao Đài, hai là bảo toàn trong hiện tại, ba là bảo toàn nữa mà chúng ta thân thể là về cái cõi đời thượng nguyên, bốn là chúng ta bảo toàn thân thể được về Phật luôn, cô bác anh em trong đạo, là cái chỗ này tất nhiên là bảo toàn thân thể. Nhưng mà muốn được như vậy là qua câu sau là giữ đừng mòn linh tánh mới hay, đúng không? Tu làm sao giữ đừng mòn linh tánh? Vậy thì bây giờ linh tánh đây là cái Phật tánh của mình đó, mà Phật tánh của mình bây giờ đó hen là hay bị mòn lắm, cô bác anh em trong đạo.
mà cái nào nó bị dở bị sức hen là mình mới hay, còn cái mòn đó là mình không có hay. Là tại sao mòn mà không hay? Nó mòn tất nhiên rồi, nó nhích nhích từ từ không hay. Vậy thì bây giờ cái tâm địa của chúng ta, cái gì nó bị mòn? Thưa cô bác anh em trong đạo, bây giờ bị mòn nè quý vị, mình nghe kỹ lại nè. Tâm sao động thường do mắt ngó, mình chỉ liếc mình chỉ ngó thôi mà nó mòn mình không hay, thấy không? Chí lung lai thường ở lỗ tai nghe, tất nhiên là nghe tiếng nhạc tiếng ca gì hay, bắt đầu chúng ta như là thọt để mà nhiễm rồi, cái đó là nó bị mòn rồi, thấy không? Cho nên bây giờ chí lung lai thường ở lỗ tai nghe các việc đời lui tới giảng giải khiến tâm trí người ta siêu ngã, trong khi đó là mình đã mòn từ từ mình không hay. Mà tới chừng sau khi nó mòn quá mòn rồi, tới chừng mà nó đổ dở ra rồi nó hen, là lúc đó là chúng ta mới hay mình đã mòn. Còn hiện tại mình đâu có mòn, phải không? Không thấy. Bây giờ là tôi đưa lên một cái nhân cách quá, ví dụ cho quý vị mình thấy coi như là mình có bị mòn không. Ví dụ như bình điện lắc quy của mình thôi, mà bây giờ mình sạc đầy bình đi, rồi mình không xài bóng, không xài xịt, không xài gì hết, mà mỗi ngày coi như là lấy nhẹ dây chì quẹt qua cái cho nó nảy lửa chơi vậy thôi. Ngày nào cũng quẹt, ngày nào cũng quẹt cho nó nảy lửa chơi vậy thôi, không xài gì hết á. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ cái bình này coi như là nó còn không hay là thời gian nó hết? Còn không, nó phải hết. Mặc dầu không xài mà quẹt cho nó nhá lửa thôi cũng hết. Vậy thì bây giờ cái bình của mình tất nhiên là mình đã sạc, thấy không? Là cái tâm địa mình là cái tâm trong sạch, mà bây giờ mình không xài, con mắt lâu lâu mình dòm sạch chơi một chút vậy thôi, lỗ tai mình bắt đầu mình nghe tiếng âm thanh một chút vậy thôi, lâu lâu mình dòm đánh cờ một chút vậy thôi, lâu lâu mình coi phim một chút vậy thôi, thấy không? Rồi lâu lâu bắt đầu người ta coi như đánh cờ mình cũng đánh bài, nó là đánh bài tiếng lên vậy thôi. Cái chuyện nó đâu có nhảm vậy mà vậy mà nó mòn, nó mòn mà mình không hay. Vậy nữa có mỗi ngày nó mỏi mòn cô bác anh em chừng đạo, mà tới chừng sau nó hen có đồng đạo mà trong khi đó tu trong thời gian tự nhiên đùng ngã đang cái, nó ủa sao nào giờ không thấy gì trơn trọi mà giờ nó ngã, mà tại vì nó mòn, nó mòn coi như nó mòn lần cái như nó cuối cùng rồi, giống như chiếc xe mà cái dên vậy đó, nó mòn viết rồi nó kêu kêu vậy mà bắt đầu mình chạy viết gãy dên luôn, mòn viết nó gãy chứ sao. Vậy thì bây giờ ở nơi đây Đức Thầy mới bảo cho chúng ta giữ đừng mòn. Tất nhiên là lục căn đấu với lục trần đó là chúng ta phải nghiêm nhận. Mắt xem sắc tướng cũng như không, tai lắng âm thanh cũng động lòng, lưỡi mũi ngửi hương thơm như chẳng có, mà lưỡi mà lừa mấy vị cũng là không. Vào ra trong chốn ăn chơi như trăng thu nọ, lội bơi trong hồ, trăng cũng chẳng nhiễm ô trong nước, nước không cầm giữ được ánh trăng, tự do đi lại ngại hạn không phiền ai đón ai ngăn được mình. Rồi sát chi cũng chẳng chinh được mắt, mắt tự do ngắm vật trong ngoài, đẹp không vọng niệm mê sai, xấu không thị ấy chê bai góp nhòm là không mòn. Tiếng gì cũng chẳng làm tai mến, mà tai tự do nghe tiếng dở hay, dở không buồn ghét nơi tai, hay không buộc phải chuyển lại trong lòng. Mùi chi cũng chẳng lung được mũi, mũi tự do để ngửi các mùi, thơm không làm nãy ý vui, hồi không sanh khởi ý gì chẳng chê. Còn cái chỗ này là dễ bị mòn nè, cọ đụng chẳng làm mê thân xác, mà mình cọ một chút xíu bắt đầu là nó mòn rồi, không. Cọ đụng chẳng làm mê thân xác, mà thân tự do đụng các lạnh nồng, mà lạnh nồng chẳng nhiễm nơi lòng, mà cứng mềm cũng chẳng chối chồng nơi tâm. Vật chi cũng chẳng làm động ý, ý tự do xử trí vật danh, trong sanh tử dược tử sanh tim, mang sát tục mà tình thần tiên, thấy không? Vậy thì bây giờ coi như là những cái đó là sắc thinh hương vị xúc pháp là cảnh, còn mình là mắt tai mũi lưỡi thân ý hàng ngày gia chạm, mà gia chạm đó là nó khiến cho chúng ta bị mòn. Mà nếu như bị mòn là nó từ từ coi như là cái tâm địa của chúng ta làm sao mà được trong sạch. Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta qua câu này là giữ đừng mòn, giữ làm sao lục căn đừng cho nhiễm lục trần, là cái đó là không mòn. Còn nếu như chúng ta mà để cho coi như là bị nhiễm, là hàng ngày nó bị mòn, nó mòn riết coi như là lâu ngày là nó tiêu, cô bác anh em chừng đạo ha. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nhắc nhở cho chúng ta tu với tỉnh, biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Thì rõ ràng tu với tỉnh biết làm chẳng khó, mà nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Mà muốn lặng tâm thì đêm ngày phải tự mình suy gẫm, ngăn gió trần là sáu ngọn gió trần đó, sắc thinh hương vị xúc pháp, cho lặng sống tâm. Cho lặng sống tâm tất nhiên là cái tâm mình không còn bị động. Sống tâm còn thấy lạc lầm, trời tròn lại thấy nhan xẹo sọ. Sống thì đục vật không lộ rõ, lặng thì trong chiếu tỏ thiên hình. Vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là qua câu này giữ đừng mòn,
linh tánh mới hay. Tất nhiên là bây giờ chúng ta muốn không mòn là lục căn nhiễm với lục trần, là chúng ta đừng để cho nó bị ô nhiễm, mà phải gấp tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên, để mà trong khi đó coi như là nó đừng có bị thôi tâm và đừng bị nhiễm, thấy không? Cho nên mỗi một câu niệm Phật là lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật ắt lìa được tất cả cái niệm chúng sanh, cho đến nhất tâm bất loạn chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt các tình dục, còn đâu mà nảy sanh ra được. Cái này coi như là không bị mòn, cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ có hai câu giảng được đồng đạo nêu lên, đó là tu giới tỉnh bảo toàn thân thể, giữ đừng mòn linh tánh mới hay, là bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta hãy cố gắng tu tập và giữ làm sao cho cái tâm tánh của mình đừng cho bị động tâm, đừng cho bị mòn, thì sau này coi như là được còn nguyên vẹn. Mà còn nguyên vẹn như vậy tất nhiên là sau này coi như là mới đắc quả Phật và Di Tiên được, cô bác anh em nhân đạo. Thôi thì qua hai câu này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng và xin trả lại cho dân chủ ý kiến quý vị, nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật.